Ngày 3 tháng 10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm với hộ kinh doanh bánh mì Phượng. Theo đó, hộ kinh doanh này đã có 5 hành vi vi phạm hành chính, gồm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải, bảo đảm vệ sinh, vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ngày 11 và ngày 12 tháng 9 có mẫu thịt heo xíu, rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo phát hiện nhiễm Salmonella SBB không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng cộng với 5 lỗi vi phạm hành chính, cơ sở này bị xử phạt 96 triệu đồng. Kèm với đó, hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 3 tháng.